Báo quốc tế đưa tin Hồ Quỳnh Hương đạt kỷ lục thế giới. Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã vinh danh gia nhập hội kỷ lục thế giới do Tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới công bố. Mới đây, Hồ Quỳnh Hương đã đón nhận bằng sáng lập kỷ lục thế giới và kỷ niệm chương từ Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới. Đây là tổ chức vinh danh những cống hiến mang giá trị nội dung của kỷ lục gia. Không chỉ có vậy, nữ ca sĩ còn được rất nhiều trang báo quốc tế đăng bài giới thiệu. Trong số đó có thể kể đến Storm, Daily Mirror hay Working. Hồ Quỳnh Hương nhận được bằng chứng nhận cũng như kỷ niệm chương khi xác lập kỷ lục thế giới. Kỷ lục gia đầu tiên của Việt Nam sáng lập chuỗi thương hiệu lớp viên vegan. Sau kết quả thẩm định liên bộ hồ sơ từ hội đồng chuyên môn và cộng đồng kỷ lục gia quốc tế, Hồ Quỳnh Hương đã vinh dự được công nhận là kỷ lục gia về những giá trị của hệ sinh thái thuần chay mà cô đang cống hiến. Thành công của nữ ca sĩ được vinh danh trên trang web của Tổ chức Kỷ lục Thế giới. Trang Manfox của Nga cũng đăng tải thông tin về sự kiện này. Hồ Quỳnh Hương xuất hiện nổi bật trên Standrum của Đài Loan. Nội dung kỷ lục này nêu rõ, nữ ca sĩ kỷ lục gia đầu tiên của Việt Nam sáng lập chuỗi thương hiệu mang tên Loving Vegan, giúp mọi người hướng tới cuộc sống, tâm hồn an bình, phục vụ sức khỏe cho cộng đồng xã hội. Hồ Quỳnh Hương trở thành ca sĩ đầu tiên của Việt Nam, đồng thời nắm giữ danh hiệu kỷ lục gia thế giới. Nhận được danh hiệu này, nữ ca sĩ vô cùng trân trọng và dành lời cảm ơn đến cộng đồng thế giới. Đồng thời, Hồ Quỳnh Hương cũng rất cảm kích sự đồng hành, cổ vũ của gia đình và người hâm mộ đối với mình, cũng như chuỗi thương hiệu thuần chay này. Luôn tâm huyết với thương hiệu Loving Vegan Kitchen. Được biết, Hồ Quỳnh Hương là một trong những nữ ca sĩ đầu tiên đi theo con đường ăn chay thuần. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ lui về ở ẩn, hạn chế việc đi diễn để ăn chay, tập trung quản lý và phát triển thương hiệu của mình. Hồ Quỳnh Hương phát triển thương hiệu của mình thành chuỗi nhà hàng spa, khu nghỉ dưỡng đều thuần chay. Chính những lợi ích to lớn đến từ việc ăn chay như đảm bảo sức khỏe, bảo vệ môi trường hay giúp tâm hồn nhẹ nhàng, bao dung đã trở thành động lực để cô phát triển công ty của mình, thành nơi duy nhất hoạt động đồng bộ tất cả mọi dịch vụ 100% thuần chay. Những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng bằng nhiều thành tựu. Với những nỗ lực phát triển sự nghiệp riêng, Hồ Quỳnh Hương đạt được những thành công đáng tự hào. Càng chúc mừng cho danh hiệu kỷ lục này của nữ ca sĩ nhé!